Tôi quy lập hiện tại tôi đang có mặt tại nơi khúc cua thử thần, một lần 16 tuổi. Và tại nơi này thì trời ở đây đang mưa. Thì ngày hôm nay tiếp tục ở nơi này thì ta là đó. Quên thì 2772. Đấy, 272 đó. Qua trời luôn. Thì để tiếp tục tôi sẽ tiến vào bên trong. Nơi này thì đầy mưa gió. Rồi, ở đây đi dưới hố này. Để tiếp tục tôi sẽ tiến vào bên trong, ở bên trên. Thì đã cho về miền Nam nè. 27 72. 27 272. Đó, ở miền Nam, qua trời và đất. Thì ai có lọc đi để mà tại lễ tại nơi khúc cua thứ thần, tại nơi núi rừng này. Và ở đây cực kỳ là thiệt. Hiện tại ở đây thì đang gió là ngay tại bụi tre này đó, phía trước mặt tôi. Rồi thì thôi sẽ lên phía trên. Thì tôi đã vào phía trong rồi. Nơi này thì rất nhiều rắn, rắn rít ở đây. Và tiếp tục thì tôi sẽ đặt đồ vào nơi hương. Thì ai cứ lọc đây để mà tệ lại. Nơi này thì cực kỳ linh thiêng. Nó đã cho về 2772. 272 qua trời. Rồi, ở ngay trước mặt tôi là nhang lại. Thì tôi sẽ đặt đồ vào nơi hương tiếp theo. Rồi thì ai chưa đăng ký kênh, nhấp vào chưa đăng ký để theo dõi. Và ngày hôm nay cũng có sữa và cũng như bánh trái để mà tạo lại. Đấy. Rồi lập với trời thì không thấy ai trả lời cả. Thì hôm nay tôi cũng mua một chút bánh trái này để mà trả lời. Rồi trời đây sắp sửa mưa rồi. Nơi này thì mưa suốt thôi. Thì tôi sẽ nhanh chóng để mà lên hương. Rồi gió tới rồi. Đây. Gió quá trời gió. Tre đồ rong rung chuyển hết luôn.
và để tiếp tục tôi sẽ lên hương luôn. Đấy, sẽ nhanh chóng rồi. Và ở đây sắp sửa mưa rất là to. Rồi, để tiếp tục ngày hôm nay thì có bánh trái sữa tiền dân bạc này để trở lại. Và tiếp tục tử vi 12 con giáp ngày mai 22/8/12. Rồi. Nam mô Phật, ngày hôm nay thì tôi có bánh trái sữa tiền dân bạc này để trở lại. Và các chi vị đất đai dương trạch thành hoàng bổn xứ bạch mã thái giám hoàng tràm quốc lý thượng trước đất đai. Và các chi vị thần rừng thần núi cây cao bóng mát và tại nơi khúc cua tử thần này ngày hôm nay cũng như để tờ lễ bánh trái sữa tiền dân bạc này đã cho về may mắn ở miền Nam quá trời luôn, tài lộc may mắn đó. Và để tiếp tục thì tôi sẽ xin chào tại này có các chi vị tại nơi này thì hiển linh ngày mai tử vi 12 con giáp. Và ở đây trứng gà này sẽ đứng lên đó, sẽ thành hiện thực. Và ở đây trời đang mưa, nơi này thì đang sắp sửa mưa rồi, nhiễu hộc hộc rồi, thì tôi sẽ tiến hành xin keo tại này. Và trứng kè này sẽ đứng lên hiển linh thì sẽ thành hiện thực ngày mai. Thì ai lập đây để em trả lời. Rồi bắt đầu không không. Không một. Không hai. Không ba. Không bốn. Không năm. Không sáu. Không bảy. Gió đang muốn tắt điện rồi. Không tám. Không chín. Số 10. 11. 12. 12. Rồi, thì 12 đã đứng đây. Qua trời luôn. Thì 12 đã đứng tại này và đã cho dựng đứng 12. 12 21 ở đây. Và tại nơi này thì đã cho dựng đứng quá trời luôn. Đứng chừng ngay chọc luôn. 12 2 2 1 2. Đấy. 2 1 2 2 2 1. Và ở đây trứng kè đẻ đứng 12 tại này, 12 21. Đấy. Quá trời. Rộp 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 ghê. Rồi thì tôi sẽ đốt tiền dân bạc này để trả lời. Đó. Thì ai có đọc đây để mà trả lời các chi gì ở đây. Tâm linh rất là ghê rợn thì tôi không biết điều gì sẽ xảy ra. Và ngày hôm nay để ngộ chút nhân đẹp. Và bên trái tiền dân bạc này để trả lời. Rồi ngày hôm nay và đứng đã cho những đứng này 12 và 21. 212. Và trứng đứng này đấy thì tiền dân bạc này để trả lại này qua trời ở đây quá linh thiêng. Và để tiếp tử vi 12 con giáp ngày mai ngày đó, gió đang lên rồi đấy, ngã luôn rồi, ầm ầm tại này đấy.
rồi thì tiền viên bạc đã đốt đó. Gió quá trời gió. Rồi, thì ai chưa đăng ký kênh nhấp vào chưa đăng ký để theo dõi. Đó.